Vậy là Kamen Rider đã kết thúc thời kỳ Heisei để chuyển mình sang thời đại mới, thời kỳ Reiwa. Thời kỳ Heisei có lẽ là một dấu son đáng nhớ trong lịch sử của Kamen Rider, là thời kỳ mà loạt phim này liên tục đổi mới và gặt hái được những thành công rõ rệt. Trước cuộc chuyển giao thời đại, Heisei Rider đã để lại một lời chào kết dành cho những khán giả đã luôn yêu mến và theo dõi loạt phim này, đó là movie Kamen Rider Geo Over Quarter. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu và đánh giá tập phim điện ảnh này nhé. Trước tiên như thường lệ, vẫn sẽ có một vài thông tin cơ bản xoay quanh tập phim này. Kamen Rider Geo Over Quarter là phim điện ảnh mùa hè của Kamen Rider Geo, ra mắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2019, được xác nhận là lấy bối cảnh vào trước khi diễn ra tập cuối của TV series. Đây là chương cuối cho lịch sử của Kamen Rider thời kỳ Heisei. Phim được phát hành Blu-ray vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, và đó cũng chính là thời điểm mà các khán giả tại Việt Nam bắt đầu được tiếp cận tập phim này. Giờ ta cùng tìm hiểu về cốt truyện của bộ phim. Câu chuyện bắt đầu khi Cream Stenbelt, cộng sự của Kamen Rider Drive, xuất hiện và thỉnh cầu sự giúp đỡ của Shogo, Gaze, Tsukuyomi và Woz, cùng với Kamen Rider Mark, Shichimago. Họ phải cùng nhau quay trở về quá khứ năm 1575 để bảo vệ cho tổ tiên của Cream khỏi bị truy sát, giữ gìn cây gia phả của ông cũng như lịch sử và di sản của Kamen Rider Drive. Đến thời chiến quốc năm 1575, ở trận chiến Nagashino giữa quân của Oda Nobunaga và Takeda Katsuyori, Shogo và Gaze đã gặp được lãnh chúa Nobunaga cũng như tổ tiên của Cream là Clara Stenbelt. Nobunaga đã đẩy Gaze vào hoàn cảnh trở thành thế thân cho ông. Sau khi ngăn chặn được cuộc truy kích của hai Kamen Rider là Zamonas và Zondis, bảo vệ được an toàn cho Clara, cả nhóm quay về mốc thời gian năm 2019. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành, Go và Cream đồng ý trao lại những Ride Watch chứa sức mạnh của Kamen Rider Drive và Kamen Rider Mark cho Shogo giữ. Xong, Woz đã lấy cắp toàn bộ những Ride Watch chứa sức mạnh của Heisei Rider và dâng nó tới cho chủ nhân đích thực của mình. Tên thủ lĩnh đứng đầu lãnh đạo những Quarter hé lộ thân phận thực sự của mình chính là Tokiwa Shogo thật. Còn Tokiwa Shogo mà chúng ta được biết chỉ là vật thế thân cho kế hoạch của hắn ta. Hắn đã đả thương Shogo và tống cậu ta vào tù. Tại đó, Woz đã xuất hiện để trò chuyện với Shogo và tiết lộ âm mưu mà nhóm Quarter đang theo đuổi. Bởi lịch sử của Heisei Kamen Rider được cho là quá rời rạc và lộn xộn và đã có nhiều lời than phiền về điều ấy, nên những Quarter sẽ hủy hoại dòng thời gian hiện tại để tái thiết và xây dựng nên một thời đại Reiwa mới, quy củ và thống nhất hơn. Để đạt được điều đó, đồng nghĩa với việc tất cả những con người đã sinh ra và lớn lên trong thời kỳ Heisei đều phải bị tiêu diệt. Đây là một cuộc cách mạng, một cuộc thanh trừng với quy mô toàn cầu. Nhiệm vụ của nhóm Geo là phải ngăn chặn không cho đại họa này xảy ra. Nhìn chung, để nhận xét về cốt truyện của Kamen Rider Geo Over Quarter, cá nhân mình cho rằng phim đã đảm bảo mạch truyện được tương đối vững chắc và dễ hiểu. Lượng tình tiết được đưa vào cũng vừa đủ để khiến bộ phim trở nên tròn trịa trong tổng thời lượng một tiếng. Việc đưa ra một Tokiwa Shogo đích thực đã đứng đằng sau giật dây mọi chuyện từ trong bóng tối đã thu hút được trí tò mò của khán giả ngay từ khi những trailer đầu tiên mới được tung ra. Tuy vậy, có một điểm trừ mà khán giả có thể dễ thấy là phim bị phân tách rõ rệt ra hai mảng cốt truyện khác nhau. Đó là sự kiện khi nhóm Geo trở về quá khứ bảo vệ cho Clara Stenbelt và sự kiện chính của tập phim này. Lý giải cho việc này, Kamen Rider Geo Over Quarter không chỉ là tập phim để tri ân những Rider thời kỳ Heisei mà còn là một sự tri ân riêng dành cho Kamen Rider Drive. Song, có lẽ điều này không thực sự hợp lý và cần thiết bởi nó khiến cho tổng thể của bộ phim mất đi tính liền mạch. Bởi rõ ràng ta có thể thấy, ngay cả việc lược đi mạch đầu chiếm tới hơn 1/3 thời lượng của phim thì cũng không hề ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới cốt truyện tổng thể cả. Nhìn rộng ra hơn một chút, nếu như những bạn xem phim cảm thấy ở cốt truyện của Kamen Rider Geo Over Quarter có điều gì đó khá là quen thuộc, rằng dường như bạn đã xem một tập phim nào đó có cốt truyện tương tự như vậy, thì cảm giác của bạn đúng rồi đấy. Format kịch bản của Kamen Rider Geo Over Quarter có rất nhiều điểm tương đồng với tập phim Kamen Rider Decade All Rider vs Night Shocker. Khi mạch đầu của phim là việc nhân vật thực hiện một nhiệm vụ riêng, sau đó mạch phim chuyển tới một cục plot twist hé lộ thân phận thực sự của nhân vật chính, đẩy anh ta vào trạng thái suy sụp. Rồi một nhân vật trung gian xuất hiện, giúp cho nhân vật chính của chúng ta tỉnh ngộ và tiếp tục nhiệm vụ mà bản thân đang theo đuổi. Đây là một format tương đối an toàn khi xây dựng một tập phim điện ảnh mang yếu tố tri ân, khi nó sẽ đảm bảo cho câu chuyện đủ tính chặt chẽ, dễ hiểu để dành thời lượng cho những phân cảnh chiến đấu mãn nhãn. Và nếu so với phần phim điện ảnh trước đó có Geo góp mặt là Heisei Generations Forever thì rất may, phim không đưa quá nhiều yếu tố du hành thời gian hay nghịch lý thời không vào. Bởi vốn những câu chuyện của Heisei Rider, như Woz đã nói, là rất tách biệt, rời rạc và lộn xộn, nên cũng khó có thể lý giải và liên kết chúng lại một cách logic chỉ trong một tập phim vỏn vẹn một tiếng được. Việc đơn giản hóa cốt truyện phần nào đã giúp cho phim truyền tải nó một cách hiệu quả hơn. Xét về phần nhân vật,
phim giới thiệu cho ta thêm 3 nhân vật mới là Tokiwa Shogo, Kamen Rider Balux, Kagen, Kamen Rider Jonesis và Jogen, Kamen Rider Zamonas. Xong, chỉ có nhân vật Tokiwa Shogo do trưởng nhóm nhạc The Pump, Issa thủ vai là được xây dựng tính cách. Kagen và Jogen chỉ đóng vai trò kíp phụ của bộ phim. Nhìn chung, nhân vật Tokiwa Shogo qua sự thể hiện của Issa đã bộc lộ được nét vương giả của một vị vua đích thực, cũng như sự lạnh lùng, tàn nhẫn của kẻ độc tài, kẻ sẵn sàng hy sinh tất thảy sinh mạng của những con người trong thời đại này để đạt được mục đích của bản thân. Tiếp theo đó, quay về dàn nhân vật chính của Kamen Rider G.O. Những người đã đồng hành cùng dòng phim này suốt một năm qua thì hai nhân vật Shogo và Walsh để lại rất nhiều ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả. Nam diễn viên trẻ sinh năm 2000, Sho Okuno, đã lột tả rất trọn vẹn nỗi đau, nỗi uất ức khi bị phản bội của Tokiwa Shogo, người mà bấy lâu nay chỉ là một kẻ thế thân, người đã cố hết sức để tạo dựng lòng tin từ các rider tiền bối, nhưng lại vô tình lấy đi sức mạnh của họ để rồi đánh mất nó vào tay kẻ xấu. Nhân vật Walsh của nam diễn viên Keisuke Watanabe ở phần phim điện ảnh này lại tạo dấu ấn trong lòng khán giả bởi những chuyển biến mượt mà trong tâm lý khi anh từ một kẻ vì nhiệm vụ mà phản bội bạn bè đã tự đấu tranh tư tưởng với bản thân để rồi quay trở lại sát cánh cùng với Shogo để bảo vệ cho lịch sử của thời đại Heisei. Đặc biệt ở tập phim này, nhân vật Walsh đã tạo điểm nhấn cho người xem bởi khả năng break the fourth wall, hay dịch ra tiếng Việt là phá bức tường thứ tư. Hiểu nôm na là việc nhân vật này có thể trò chuyện, tương tác với khán giả, cũng như ý thức được sự tồn tại và vai trò của bản thân. Xét về phần nhân vật, thì chỉ có một điểm là mình cảm thấy chưa thực sự thỏa đáng, đó là việc nhân vật Gaze hoàn toàn đứng về trung chuyến tuyến bênh vực cho Shogo trong mọi tình huống. Điều này có đôi chút khác biệt so với những gì mà Gaze đã thể hiện trên TV series. Song, điểm sáng lớn nhất mà phim đem lại không tới từ cốt truyện hay nhân vật, mà nó tới từ những sự tri ân mà bộ phim đem lại cho khán giả, cũng như cho những Kamen Rider của thời kỳ Heisei. Phim không chỉ có sự xuất hiện của những Kamen Rider thuộc nhánh chính, mà còn đưa về cả những Rider không chính thức, tuy nằm trong thời kỳ Heisei nhưng lại không được công nhận như Shin, Jay, Zedo, Black RX hay Amazons. Thậm chí, ngay cả Kamen No Rider Takeshi Kinashi, một nhân vật parody từ Kamen Rider Ichigo, cũng đã được xuất hiện trên màn ảnh một cách đầy duyên dáng. Đặc biệt, phân cảnh chiến đấu cuối cùng khi những Rider như Brain, Zangetsu Gachidoki, Kamen Sentai Go Rider, Kamen Rider G hay Kamen Rider Kuga Manga 2015 xuất hiện, sánh vai chiến đấu bên cạnh những Kamen Rider thuộc nhánh chính, thực sự là một phân cảnh đầy cuốn hút và nó vượt khỏi những kỳ vọng ban đầu của người xem. Không những vậy, cảnh Kamen Rider đồng loạt tiến hóa lên hình dạng Final Form để tung ra đòn tất sát tiêu diệt Balux quả là một cảnh phim mãn nhãn với sự kết hợp mượt mà của góc quay và kỹ xảo. Nếu để chỉ ra một điểm là mình không thực sự hài lòng ở phân cảnh này, thì chỉ là ở việc đội ngũ CGI đã có phần hơi tham lam và rườm rà khi cố đưa logo thương hiệu của cả 20 phần phim Heisei Rider vào phân cảnh Rider kích ấy. Song nhìn chung, dù xét trên phương diện kỹ xảo hay yếu tố tri ân khán giả, thì chắc chắn Overquarter đã làm tốt hơn Heisei Generations Forever rất rất nhiều. Những cảm xúc mà phim đem lại thực sự đã đủ sức nặng và tính cao trào để gây dấu ấn đậm nét trong lòng người xem. Về phần âm nhạc, các khúc chủ đề của tập phim này là PARTY Universe Festival, được thể hiện bởi nhóm nhạc The Pump. Đây là một ca khúc sôi động, hoành tráng và vô cùng bắt tai. Đặc biệt là nó để lại dấu ấn bởi việc có thể ghép vào vô vàn những cảnh phim khác nhau. Có lẽ cũng đã khá lâu rồi những phần phim điện ảnh Kamen Rider mới thực sự có một bản nhạc phim mang tính biểu tượng và tạo được ấn tượng lớn tới như vậy. Theo cá nhân mình đánh giá, thì Issa nói riêng và nhóm nhạc The Pump nói chung vẫn luôn xuất sắc trong việc thể hiện những ca khúc của mình. Thành công từ bộ nhạc phim của Kamen Rider Fights đã chứng minh rõ ràng điều đó. Song, PARTY Universe Festival thực sự là một bài hát có khả năng gây nghiện và tạo sự phấn khích cho người xem. Thậm chí còn lấn lướt hơn cả opening chủ đề Overquarter thể hiện bởi Shuta Sueyoshi feat. Issa. Cuối cùng, hãy cùng nhóm điểm qua một vài thông tin bên lề của tập phim điện ảnh này. Ngoài được công chiếu nội địa tại Nhật Bản, thì Kamen Rider G.O. Overquarter còn được ra mắt tại Thái Lan. Với suất chiếu giới hạn từ ngày 31 tháng 8 năm 2019, phim còn được chiếu ở Malaysia vào ngày 19 tháng 10 năm 2019, ở Singapore vào ngày 23 tháng 11 năm 2019, ở Hồng Kông vào ngày 28 tháng 11 năm 2019, ở Đài Loan vào ngày 13 tháng 12 năm 2019. Các suất chiếu này đều được chiếu dưới hai hình thức là phụ đề và thuyết minh tiếng bản ngữ. Không những vậy, phim cũng được stream trực tuyến tại Trung Hoa Đại Lục trên nền tảng Tencent Video từ ngày 8 tháng 1 năm 2020. Một buổi ra mắt phim đã được tổ chức ở Thượng Hải vào ngày 21 tháng 12 năm 2019. Ngoài sự xuất hiện của Issa trong vai trò Tokiwa Shogo, thì các thành viên khác trong ban nhạc The Pump
cũng xuất hiện với vai trò là thành viên của nhóm Quarter. Trong quá trình sản xuất, phía diễn viên quần chúng đã từng tiết lộ trong phim sẽ có sự xuất hiện của Kikaider 01. Nhưng thực tế thì không có Kikaider nào xuất hiện trong phim cả. Đây thực chất là kế hoạch phía nhà sản xuất nhằm mục đích tránh spoil những phân cảnh Watts giới thiệu Kamen Rider đầu tiên của thầy Reiwa là 01. Trong quá trình biên tập phim, nhà sản xuất đã dùng công nghệ loại bỏ Kikaider 01 đi và thay vào đó là 01. Việc lựa chọn Kikaider 01 là vật thế thân vì trong tên của cả hai đều có từ 01. Các diễn viên quần chúng đã được sắp xếp để gọi tên Rider của thời kế tiếp mà họ chẳng hề hay biết. Ở phần sau post credit cuối phim là dòng chữ tri ân Yoshinori Watanabe, người đã qua đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 ở tuổi 89. Ông là người đã có đóng góp không nhỏ cho những giá trị cốt lõi của Kamen Rider, cũng như là người tiên phong cho ý tưởng biến thắt lưng Kamen Rider trở thành một vật phẩm mang tính biểu tượng như ngày hôm nay. Vậy trên đây là bài review đánh giá của chúng mình về tập phim Kamen Rider G.O. Over Quarter. Nhìn chung, đây mới thực sự là một tập phim tri ân Kamen Rider của thời đại Heisei, cũng như những khán giả đã yêu thích và theo dõi loạt phim này. Phim đưa tới cho khán giả một câu chuyện trọn vẹn, cùng với những phân cảnh chiến đấu mãn nhãn, được nâng tầm bởi kỹ xảo đẹp mắt. Đây có thể coi là một cái kết viên mãn, khép lại trang sử đáng nhớ của Heisei Kamen Rider. Tất nhiên, bộ phim không phải quá xuất sắc về mặt cốt truyện, song cảm xúc mà nó đem lại, cá nhân mình nghĩ là quá đủ để chiều lòng khán giả, đặc biệt là những fan của thương hiệu phim Kamen Rider. Chúng mình sẽ khép lại bài review tại đây. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, đừng quên like và share nó. Nhớ ấn nút subscribe và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!